Hallelujah! ngợi khen chúa xin thân ái kính chào quý cụ ông bà anh chị em à, ngồi trong nhà thờ cũng như ngồi ngoài sân và quý ông bà anh chị em đang theo dõi qua live stream của hội thánh tin lành hà nội à, chúng ta đang cùng thờ phượng chúa với nhau ở tại đây và cũng thì giờ này thì hội thánh tin lành hà nội ở tại mỹ đình ở tại thanh xuân cũng cùng với anh em ở tại ngõ trạm chúng ta cùng nhau Thờ Phượng Chúa Mọi người có khỏe không ạ? À, cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho ông bà anh chị em và tôi sức khỏe Nhưng mà Chúa muốn ban cho chúng ta nhiều hơn thế Và để nhận được và nhìn thấy nhiều hơn thế Chúng ta phải có một đôi mắt Đó là đôi mắt đức tin à, Chúng ta đang ở trong tháng 5 và tháng 6 của năm 2019 Chúng ta sẽ suy gẫm về một giá trị Đó là giá trị đức tin À, tuần trước nữa thì chúng ta đã có một tôi tớ chúa là mục sư tùng ở tại sài gòn ra chia sẻ với chúng ta về tầm vóc của đức tin à, tuần vừa rồi thì thầy truyền đạo nguyễn tuấn anh đã chia sẻ sứ điệp mù nhưng nhưng mà thấy hay là nói về cái nhìn của người mù có đức tin ngày hôm nay chúa cảm động tôi chia sẻ với ông bà anh chị em sứ điệp cặp mắt đức tin Cặp mắt đức tin nhìn thấy gì Và cặp mắt đức tin Sau khi nhìn thấy Thì sẽ có đáp ứng như thế nào Đối với Đối với Chúa Đối với Chúa giê -xu. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại một tí nhé Thế đức tin nghĩa là gì Theo định nghĩa của Kinh Thánh Đức tin nghĩa là gì trong cuộc sống chúng ta đều phải cần có niềm tin đúng không ạ chúng ta đi lên máy bay chúng ta phải tin rằng phi hành đoàn đưa chúng ta tới tới đích chúng ta ngồi cái ghế thì chúng ta tin là cái chân ghế nó không không gãy đúng không chúng ta đi đến bác sĩ minh bác sĩ kê thuốc để chúng ta phải tin bác sĩ để chúng ta uống cái gì chúng ta cũng cần đức tin vậy thì theo kinh thánh đức tin nghĩa là gì à, đức tin là sự biết chắc về điều mình đang trông mong và là bằng chứng của điều mình chẳng xem thấy. Vấn đề là quý ông bà anh chị em đang trông mong vào điều gì? Và quý em, ông bà anh chị em có biết chắc vào cái điều mình đang trông mong hay không? Tất nhiên chúng ta ở đây ngồi ở đây à, 10 người thì chắc có lẽ 9 người trừ những người khách lạ lần đầu tiên đến đây, chúng ta đều nói rằng chúng ta trông mong về sự đến, sự trở lại, sự ban phúc, sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Amen. Tất cả chúng ta đều trông mong điều đó và chúng ta biết chắc điều đó thì cái điều đó được gọi là đức tin. Và là bằng chứng của điều chẳng thêm thấy Nghĩa là đời sống của chúng ta Phải cho người khác thấy rằng một bằng chứng rằng Có Chúa Giêsu sống thật Ở trong thế giới này Và trong đời sống của chúng ta À cái sự biết chắc Nó là vấn đề kiên định nội tâm Những cái bằng chứng nghĩa là cái biểu hiện ra Bên ngoài Có đúng không ạ À vậy thì một cái điều nữa Chúng ta cùng ôn lại thêm bí quyết nào Để được làm đẹp lòng Đức Chúa Trời Hay là làm cho gương mặt của Đức Chúa Trời Nở nụ cười cái điều gì làm Đức, Đức Chúa Trời đẹp lòng ạ? À vâng, một người nói đức tin Bởi vì trong Kinh Thánh nói rằng Không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời Chúng ta không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời Bằng việc chúng ta có nhiều tiền Bằng việc chúng ta có nhiều của cải Bằng việc chúng ta có nhiều bằng cấp Hay là bằng việc chúng ta nổi tiếng Tất cả những điều đó chỉ có thể có giá trị ở đời tạm này Nhưng không mang lại nụ cười ở trên môi của Đức Chúa Giêsu. À vậy thì Để Sống môn đồ Chúng ta cần phải có đôi mắt của Chúa Và đôi mắt của Chúa chính là đôi mắt Đức Tin Bây giờ chúng ta cùng hỏi nhau xem là Vậy thì Đức Tin Đôi mắt Đức Tin nhìn thấy gì Trong khúc kinh thánh vừa rồi Chúng ta vừa đọc Bây giờ tôi mời ông bà anh chị em chúng ta đồng đứng dậy Cả bên trong lẫn bên ngoài Chúng ta mở phía rơ thứ nhất Đoạn 1 từ câu 3 cho đến câu 9 chúng ta sẽ đọc đối đáp với nhau. Bởi vì khi chúng ta đọc kinh thánh cùng với nhau thì thánh linh hành động khi lời từ lá phổi của chúng ta phát ra và từ tâm linh của chúng ta có ý cho điều đó. Chúng ta cùng nhau sẽ đọc đối đáp với nhau về lời Chúa. phi rơ thứ nhất đoạn 1 từ câu 3 cho đến câu 9. Tôi xin đọc câu lẻ, tôi xin đọc câu lẻ và ông bà anh chị em đáp lại câu chẵn. Chúc tụng Đức Chúa trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi lòng thương xót và dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Giêsu Christ. Và nghiệp không để trời cho anh em. Là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa trời để nhận sự cứu rỗi là điều sẵn sàng bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng. Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chỉ đau buồn trong rất lâu bởi muôn vạn thử thách. Để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng, dù vàng đã được thử lừa, vẫn có thể hư hoại để đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện đến. Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mấy Ngài. Dù chưa gặp Ngài, anh em vẫn tin Ngài và hân hoan trong niềm vui dạng đời tại. Vì anh em nhận được thành quả của Đức Tin là sự cứu rỗi linh hồn mình. Xin chúng ta cùng ngồi. Những lời này được viết cách đây khoảng hơn 20 thế kỷ, 20 thế kỷ. Và vì vậy chúng ta cần cân nhắc đối tượng độc giả đầu tiên mà nhận được những lời này họ là ai thì lúc đó chúng ta sẽ biết được Chúa muốn nói gì với chúng ta bây giờ thưa ông bà, anh chị em phêrô sứ đồ của Đức Chúa Giêsu ông viết lá thư này để gửi cho ai ạ có phải là gửi cho những người có địa vị trong xã hội những người có uh, những người có sức khỏe những người có quyền thế những người học cao hiểu rộng hay ông ấy gửi cho đối tượng như thế nào chúng ta biết rằng là đối tượng đầu tiên mà nhận lá thư này ấy, họ đang không có một cuộc sống sung túc họ đang không có một cuộc sống ổn định và vì đức tin của họ vì họ theo Chúa Giêsu tin Chúa Giêsu nên là họ phải tha phương cầu thục, họ phải ly hương và họ phải tạc lạc chúng ta nghỉ ngay câu một lời của Chúa nói rằng là gì gửi những người kiều kiều ngụ rải rác trong các xứ Pông, Galatia, Cappadoc, Asia, Bithyni và những người được chọn lựa theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Cha, được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh để vâng phục Đức Chúa Giêsu và dự phần trong sự đổ huyết của Ngài. Ở đây chúng ta nhìn thấy rất rõ là những người đang tản lạc ở nhiều xứ sở khác nhau. Họ là những người thiểu số, là những người bên lề xã hội và là những người không có chỗ đứng ổn định ở trong cái nơi họ đang ở là cái thứ nhất cái thứ hai nếu chúng ta nhìn thấy ấy, thì họ là những người được chọn lựa theo sự biết trước của Chúa được thánh hóa bởi thánh linh nhưng mà chúng ta để ý là để dự phần trong sự đổ huyết của Chúa Giêsu bởi vì tại sao lời của Chúa nói lúc đấy ạ bởi vì lúc đấy họ đang không dự phần trong ơn phước hay là dự phần trong đời sống yên ổn mà họ đang dự phần ở trong sự đổ huyết của Chúa Giêsu bao nhiêu người đang 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 cảm thấy mình dự phần ở trong sự đổ huyết hay dự phần trong sự khổ nạn của Chúa xin cho biết à, có thể buổi sáng hôm nay lời Chúa đang nói với quý vị vậy quay trở lại đối với chúng ta ngày nay Chúa Giêsu nói rằng phúc cho những người không thấy mà mà tin đúng không vậy tin vào cái gì tin vào lời của Chúa cặp mắt đức tin trong khúc kinh thánh này dạy cho chúng ta nhìn thấy ba điều. Cái điều thứ nhất đó là nhìn thấy một cơ nghiệp. Chúng ta cùng nhau đọc câu 4 và câu 5. Nhìn vào câu 4, câu 5. Hướng tới một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn để dành cho chúng ta trong các từng trời cho anh em là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời để nhận sự cứu rỗi là điều sẵn sàng bày tỏ trong thời kỳ cuối cùng. Chúng ta đang sống trong thời kỳ nào? Bao nhiêu người tin rằng chúng ta đang sống trong những phút cuối của thời kỳ cuối cùng xin cho biết. Tôi tin. Chúng ta đang sống trong những phút cuối cùng của thời kỳ cuối cùng. Đó là cái lúc mà sự cứu rỗi hay là cơ nghiệp đời đời đang sẵn sàng bày tỏ cho chúng ta Cái câu chuyện là Chúng ta có nhìn thấy cái điều đó hay không Cặp mắt đức tin của chúng ta Có nhìn thấy cái điều đó hay không Người Việt Nam của chúng ta Nói là con trâu là đầu Cơ nghiệp đúng không ạ Và người ta nói rằng ruộng sâu trâu nái Thì không bằng con gái đầu lòng Và ý nói rằng là gì Con gái đầu lòng và con trâu ấy Nó là và mảnh ruộng ấy nó là cơ cơ nghiệp nhưng theo mà anh chị em cái cơ nghiệp đó có bền vững không ạ à cái cơ nghiệp đó dù chúng ta có trâu nái này dùng chúng tôi có con gái đầu lòng này hay là dù chúng ta có con trâu này con gái này hay là thừa ruộng này tất cả những cái cơ nghiệp đó đều sẽ qua đi nhưng Chúa có cho chúng ta một cơ nghiệp mà cơ nghiệp này chỉ có thể nhận được bằng đức được tìm đó là gì ạ? Một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn để dành trong các tầng trời cho anh em. Ở đây nó nói đến một cái cái loại cơ nghiệp mà chúng ta không thể nhận thấy được và không thể nhận lấy được khi chúng ta đang còn ở trong thân xác này. Nhưng khi đang còn ở trong thân xác này, chúng ta phải tin rằng cái điều đó đã được sắm sẵn cho chúng ta. Và vì vậy thì chúng ta cần phải sống hướng tới cái cơ nghiệp đó, thay vì để những cái cơ nghiệp ở đời tạm này chắn mắt chúng ta và làm cho chúng ta lạc mất khỏi cơ nghiệp đời đời. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mắt thịt đang nhìn thấy rất nhiều điều và rất nhiều điều đang kích thích cái thị lực sát thịt của chúng ta, hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, cái chúng ta khoái nhìn đó là những hình ảnh bắt mắt những hình ảnh khêu gợi, những hình ảnh cuốn hút và những hình ảnh cám dỗ và tất cả những hình ảnh đó nó đang chắn mắt chúng ta để chúng ta nhìn thấy cái điều mà chúng ta không nhìn thấy, để chúng ta mất đi khả năng nhìn thấy cái điều mà chúng ta không nhìn thấy. Cặp mắt đức tin là cặp mắt giúp chúng ta có năng lực để nhìn thấy cái điều mà không không nhìn thấy. Bởi vì Chúa Giêsu qua lời của Ngài trong Cô-rinh-tô qua sứ đồ Phao-lô nói rằng là gì? Những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa bao giờ nghĩ đến được dành sẵn cho những ai yêu mến được Chúa trời. Tất cả chúng ta ngồi đây, 10 người thì 9 người bảo là tôi yêu Chúa, tôi là Cơ đốc nhân, nhưng mà chúng Chúa biết Chúa phân loại đối tượng nào ở trong vòng thân cận của Chúa để Ngài bật mí những bí mật của Ngài và để có cặp mắt đức tin thì chúng ta cần phải nhìn vào lời của Chúa và khi chúng ta nhìn vào lời của Chúa chúng ta phải tin rằng lời của Chúa là có thật rằng là qua cặp mắt đức tin bên ngoài cái sự sống đời tạm này bên ngoài cái cơ nghiệp như là ruộng sâu châu nái hay là mà hay là chung cư cao cấp hay là xe hơi hay là tài khoản ngân hàng hay là gì ạ à? hay là địa vị xã hội tất cả những cái cơ nghiệp đó dẹp sang một bên bởi vì nó không quan trọng bằng cơ nghiệp đời đời không hư hoại không hoen ố không suy tàn mà sẽ dành sẵn cho tôi và ông bà anh chị em ở trong các các tầng trời amen hãy hỏi người bên cạnh bạn thích cơ nghiệp nào cơ nghiệp đời tạm hay cơ nghiệp đời đời chúng ta cũng nhìn thấy đây là cái, cái cơ nghiệp này chỉ có thể nhận bằng đức tin ở câu 5 nói là nhà là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời để nhận sự cứu rỗi là điều sẵn sàng bày tỏ trong thời kỳ cuối cùng. Vậy cơ nghiệp này chính là một hy vọng sống bởi sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Cơ nghiệp này chính là sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta. Cơ nghiệp này chính là sự cứu rỗi. Có ai gặp nguy hiểm mà đến tính mạng mà mà không muốn được cứu thoát không ạ tất cả chúng ta khi gặp nguy hiểm chúng ta được cứu nhưng chúng ta phải biết rằng khi ở trên đất này ngoài những cái nguy hiểm rình rập ở các cái đầu đường xó chợ nơi chúng ta tham gia giao thông hay là ở trong những cái thức ăn mà chúng ta ăn hay không khí chúng ta thở đó là nguy hiểm đến tính mạng nhưng có một loại nguy hiểm còn kinh khủng hơn đó là nguy hiểm đến linh linh hồn và nếu chúng ta không cẩn thận để gỡ cặp mắt thịt của chúng ta hay là hay là để gỡ cái cặp mắt thịt của chúng ta khỏi lòng chúng ta thì chúng ta có thể mất đi cơ nghiệp đời đời. Cái vấn đề ở trong cuộc sống này nhiều người để cặp mắt thuộc thể này ở trong lòng mình và nhìn mọi cái thông qua cặp mắt thuộc qua cặp mắt thuộc thể hay là cặp mắt thịt hay người ta gọi là cặp mắt thực dụng và chúng ta mất đi cái cặp mắt chân thật hay là cặp mắt siêu nhiên của Đức Chúa Trời để nhìn thấy cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn. Một trong những biểu hiện khi chúng ta sống bằng cặp mắt thịt, đó là gì ạ? Tôi lấy ví dụ cứ đến gần mùa thi, nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng không cần cho con học kinh thánh, nhưng mà cho con đi ôn ôn thi và nhồi nhồi nhét kiến thức. Cái đứa trẻ đó được giáo dục bởi đời này, nó có thể đem lại bằng cấp đó có thể đem lại công việc nhưng chưa chắc đem lại sự bình an vô cùng. Nhưng mà trong kinh thánh Chúa nói rằng những người được những người nương náu mình nơi Chúa kính sợ Chúa và nhìn lên Chúa bằng cặp mắt đức tin nhận thấy có một cơ nghiệp đời đời cho mình và cho con cái của mình thì Chúa nói rằng con cái của các ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ và chúng sẽ được bình an vô cùng. Vậy nếu chúng ta muốn con cái của của chúng ta được Đức Chúa trời giáo dục thì chúng ta phải gỡ con cái của chúng ta ra khỏi hệ thống giáo dục ở đời này hoặc là không để hệ thống giáo dục ở đời này tiêm nhiễm những cái giá trị sai lệch đối với con cái của chúng ta. Tôi nói vậy bởi vì bây giờ chúng ta đang gần mùa thi, nhiều người sẵn sàng gì cho con ra khỏi các cái lớp học kinh thánh hay là gỡ khỏi các cái buổi sáng thờ phượng để mà đầu tư vào cho cái 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 kiến thức đời tạm này mà không nhìn thấy được cơ nghiệp đời đời. Thưa quý ông bà anh chị em, không hư hoại nghĩa là không bao giờ mất cái thứ hai là không bao giờ bẩn, nghĩa là không hoen ố. Cái thứ ba là không bao giờ mất giá trị, nghĩa là không bao giờ suy suy tàn. Người hư hoại sẽ không hưởng được cái điều không hư hoại. Người hoen ố sẽ không được hưởng cái điều không hoen ố. Và người mà tàn lụi thì sẽ không hưởng được cái không bao giờ suy suy tàn. Và cái điều đó được dành sẵn cho những ai nhìn cuộc sống qua cặp mắt đức tin của Chúa Giêsu hãy nói với người bên cạnh hãy nuôi dưỡng cặp mắt đức tin của bạn đôi khi cặp mắt thuộc thể của chúng ta 10 trên 10 nhưng mà thị lực của chúng ta thuộc linh của chúng ta lại tẹp nhèm đúng không ạ à chúng ta có bao giờ ai bị mắt tuét chưa vâng chúng ta có thể không tuét thuộc thể nhưng mà có thể bị tuét thuộc linh đúng không ạ à thì đấy là cái điều thứ nhất mà chúng ta sẽ nhìn thấy cái điều thứ hai mà Chúa dạy chúng ta qua cặp mắt đức tin, đó là cặp mắt đức tin sẽ thấy niềm vui ở trong thử thách. Cặp mắt đức tin thấy cơ nghiệp đời đời không hoen ố không suy tàn và sẵn sàng đặt mọi thứ khác ở thứ yếu hơn để hướng tới cái cơ nghiệp đó. Cái điều thứ hai, đó là cặp mắt đức tin thấy niềm vui và sự bình an ngay trong thử thách. À, mời tất cả chúng ta đồng đứng dậy, chúng ta cùng nhau đọc câu 6 và câu 7. À, chúng ta đồng đứng dậy và chúng ta mở Phía thứ nhất chúng ta đọc câu 6 và câu 7 Câu 6 và câu 7 xin chúng ta cùng đọc ạ Hãy vui mừng về điều này Dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu Bởi muôn vàn thử thách Để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm Sẽ quý ơn vàng Dù vàng đã được thử lửa Vẫn có thể hư hoại Để đem lại sự ca ngợi Vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện đến. Xin chúng ta cùng ngồi. Ở đây lại cho chúng ta thấy rằng đôi mắt đức tin sẽ nhìn thấy niềm vui. Ở đây chúng ta thấy nhé, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu. Những cái người mà đọc lá thư này lần đầu tiên ấy, có lẽ khi họ đọc họ khóc bởi vì lúc đấy họ đang chịu đau buồn. Họ có thể không có nhà ở, họ có thể đang bị xua đuổi, Họ có thể đang bị bắt bớ, họ có thể đang bị đói khát. Họ có thể đang bị đánh đập và điều đó là điều có thật đã được ghi trong lịch sử. Và khi họ nhận được lá thư này thì lời của Chúa khuyên là gì? Hãy vui mừng về điều ấy. Bao nhiêu người đang chịu đau khổ, xin cho biết. Ừ, rất nhiều. Bao nhiêu người đã từng chịu mất mát, bao nhiêu người chừng chịu bị lừa dối, bao nhiêu người đang bị bệnh tật, bao nhiêu người đang bị sợ hãi? Thưa quý ông bà anh chị em, có thể bây giờ ông bà anh chị em có hộ khẩu thường trú ở hà nội có thể đã có từng có địa vị xã hội có những cái thành tích này thành quả kia nhưng tất cả những cái điều đó sẽ không có giá trị gì và cuộc sống này vẫn tiếp tục làm cho ông bà anh chị em cảm thấy mệt mỏi hoảng sợ và không an toàn chúng ta biết ở đây trong cuộc sống ngày nay chúng ta ở một đất nước mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều vấn đề ở trong một thế giới có rất nhiều vấn đề. Nơi đấy chúng ta không cảm thấy an toàn. Bao nhiêu người cảm thấy rằng mình đang sống ở một nơi nguy hiểm, xin cho biết ạ. Những điều chúng ta nhìn thấy chưa hẳn là những điều chúng ta thật sự là những điều mà chúng ta được nhận lấy. Những điều chúng ta nghe thấy chưa hẳn đó là sự sự thật. Tôi thường nghe anh em miền Nam hay nói với tôi là gì ạ? Ở ngoài Bắc nói vậy mà không phải. Không phải vậy. Những người chúng ta nghe thấy chưa chắc đã là những điều mà chúng ta nhận được những điều chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là những điều mà chúng ta chúng ta nhận lấy và thật là như vậy. Chúng ta biết khi chúng ta đi ra bác sĩ, chưa chắc chúng ta đã được, được bác sĩ điều trị mà có khi chúng ta lại gì ạ tiền mất tật tật mang. Khi chúng ta mua đồ ăn ngon chưa chắc chúng ta đã được an toàn mà có khi là chúng ta ăn phải thực phẩm bẩn. Chúng ta thuê thầy giáo đến nhà, bây giờ chưa chắc đã được thầy dạy cho kiến thức mà có khi bị thầy lạm dụng tình dục của con con em mình chúng ta có thấy không ạ và chúng ta đi đến gặp thầy này thợ kia chưa chắc chúng ta đã được giải khỏi những cái hạn của mình cái oan khuất của mình mà có khi chúng ta lại cũng tiếp mất cả trì lẫn trải bao nhiêu người đã từng bị mất tiền bạc cho thầy bói thầy cúng xin cho biết ạ? xin cho biết ạ? mất hết ạ mất nhiều ạ vâng rất có nhiều người giơ tay và có những người muốn giơ tay nhưng không dám giơ tay vâng ạ đây là sự thật rằng chúng ta đang sống ở trong một cái thời kỳ không an toàn và kể cả cặp mắt thịt của chúng ta cũng đang nhìn thấy cái điều đó nhưng cặp mắt được tin thì Chúa nói rằng khi chúng ta tin Chúa Giêsu ấy thì mọi sự cũ đã qua và này mọi sự đang trở nên nên mới cái trở nên mới đầu tiên đó là cặp mắt của tâm trí bởi vì sứ đồ Phaolô nói rằng tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa trời này xin anh em hãy gì ạ à, dâng thân thể mình làm của lễ sống và của là thánh đẹp lòng đức chúa trời ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em hãy gì ạ à, hãy biến đổi tâm trí mình và đừng dập khuôn theo theo đời này biến đổi tâm trí ở đây nghĩa là nghĩa là nhìn đời bằng cặp mắt đức tin nghĩa là thay đổi não não trạng và hãy để cái nhìn của chúa giêsu được nhập vào trong cái nhìn của tâm trí chúng ta và khi cặp mắt đức tin như vậy người ta sẽ thấy an vui ở trong thử thách hãy vui mừng về điều này dù bây giờ đau buồn ít lâu bởi muôn vàn thử thách để đức tin anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng dù vàng thử lửa vẫn có thể hư hoại để đem lại sự ca ngợi vinh quang và tôn trọng khi chúa giêsu christ hiện đến bao nhiêu người tin rằng chúa giêsu christ sắp hiện đến xin cho biết ạ. Bao nhiêu người không tin rằng Chúa Giêsu sắp hiện đến xin cho biết ạ? Bao nhiêu người 50 50 xin cho biết ạ? Ê, chúng ta phải có chính kiến của chúng ta chứ. Trong Chúa trắng ra trắng đen, đen ra đen. Mà Chúa cũng bảo chúng ta không lấy nghe làm đủ mà phải đáp ứng với lời của lời của Chúa đúng không ạ? Tất cả chúng ta đều tin rằng Chúa Giêsu hiện đến, nhưng bằng cặp mắt của đức tin, nếu chúng ta nhìn thấy thử thách và chúng ta nhìn thấy niềm vui ở trong thử thách hãy nhìn xuyên qua thử thách chúng ta thấy sự ca ngợi vinh quang và tôn trọng thì lúc đó chúng ta đang nhìn bằng cặp mắt đức tin tôi là người gặp rất nhiều thử thách ở trong cuộc sống kể cả bây giờ tôi cũng đang gặp thử thách nhưng khi cứ khi tôi gặp thử thách thì tôi lại nhìn lại vào những thử thách trước đây trong quá khứ và tôi phì cười đối với chính bản thân tôi tại sao mình ngớ ngẩn thì có việc gì mà mình phải lo những cái thử thách trước đây lớn như vậy mà mình còn còn vượt qua thì trong mọi sự Chúa đều mở đường cho cho ra khỏi bao nhiêu người đang gặp thử thách trong cuộc sống bây giờ xin cho biết ạ bao nhiêu người ạ hãy vỗ vai người bên cạnh hãy nhìn bằng cặp mắt đức tin hãy thấy niềm vui ở trong thử thách bởi vì Chúa nói Chúa nói là gì hay coi sự thử thách trăm bề xảy đến cho anh em giống như là sự vui mừng trọn vẹn bởi vì sự thử thách sinh ra kiên nhẫn sự kiên nhẫn chạy hết liều của nó thì sẽ sinh ra sự trưởng trưởng thành và khi mà sự trưởng thành thì anh chị em sẽ không thiếu thốn bất cứ điều gì à vì vậy thì khi chúng ta gặp thử thách đức tin con người có mấy khuynh hướng hoặc là chúng ta né thử thách hoặc là đến đang đến giữa đoạn thử thách ấy, thì chúng ta đứt gánh giữa đường nghĩa là chúng ta chạy chạy trốn hoặc là chúng ta sẽ xin chúa cho chúng ta đi qua thử thử thách hay đi qua sông bão Thưa ông bà anh chị em, cái cặp mắt đức tin cho chúng ta nhìn thấy niềm vui và sự bình an trong thử thách. Bởi vì có một cơ nghiệp không hư hoại, không hoe nố, không suy tàn để dành cho tôi và ông bà anh chị em ở trong các tầng trời. Cái điều thứ ba mà Chúa dạy cho tôi và ông bà anh chị em đó là cặp mắt đức tin thấy mối quan hệ yêu thương, vui mừng cùng thành quả của nó. Chúng ta cùng nhau đứng dậy đọc câu 8 và câu 9. Đọc câu 8 và câu 9. Dạ. chúng ta cùng nhau đọc câu 8 câu 9 xin bắt đầu ạ chưa gặp ngày anh em vẫn yêu về ngày dù chưa gặp ngày anh em vẫn tin ngày và vẫn trong niềm vui rằng ơn của con ta thì anh em nhận được thành quả vững tin là sự cứu rỗi lấy nguồn gì trong cuộc sống này ông bà anh chị em hay cầu nguyện xin điều gì nhất à 10 người thì chúng ta sẽ xin sức khỏe nhiều nhất đúng không ạ? Thế có bảy tám người xin bình an và mạnh khỏe. Nhưng mà sức khỏe thì chỉ nói về phần xác thôi nhưng nó có mấy loại sức. Nó có sức khỏe này, nó có sức mạnh này, nó có sức bật này, nó có sức chiến đấu này và có sức sống. Đúng không ạ? Có những người có sức khỏe mà chưa chắc đã có sức mạnh, có những người có sức khỏe mà chưa chắc đã có sức bật, có những người có sức khỏe mà chưa chắc đã có sức chiến đấu, có những người có sức khỏe mà chưa chắc đã có sức sống. Có đúng không ạ? Có những người có sức khỏe nhưng luôn luôn sợ mình mất sức khỏe. Ha. Và chúng ta mất hết nhuệ khí ở trong cuộc sống. Nhưng mà ở đoạn này Kinh Thánh này Chúa cho chúng ta biết rằng là cái quan trọng không phải là sức khỏe. Cái quan trọng là mối quan hệ yêu thương với Chúa. Ở đây lời của Chúa nói dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài. Ngài đây là ai ạ? Vâng, Chúa Giêsu là gì của ông bà anh chị em ạ? À, đôi khi chúng ta cần phải suy nghĩ lại Chúa Giêsu đang là gì đối với tôi và tôi mối quan hệ giữa tôi với Chúa là mối quan hệ gì thường thường chúng ta đến với Chúa Giêsu từ các tôn giáo khác chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu là một ông thần của tin lành mà ông thần này này sẽ ban cho mình sự bình an này sẽ ban cho mình sức khỏe này sẽ chữa chữa lành bệnh tật cho mình này sẽ giải thoát mình khỏi những cái bế tắc trong cuộc sống này sẽ giúp đỡ thằng con của mình không không gì ạ à, không không trở trứng nữa này và vân vân và vân vân nhưng mà Chúa Giêsu hơn cả như thế, Chúa Giêsu phải là người tình trong mộng của chúng ta. Ai đã từng yêu một người nào mình chưa nhìn thấy chưa? chưa? thương thầm trộm nhớ một người mình chưa gặp chưa? có ngày nay thì có bởi vì người ta yêu các cái idol ở trên trên mạng hoặc là yêu qua avatar trên internet đúng không ạ? À? nhưng mà trong cái đoạn này ấy, lời của chúa nói dù chưa thấy ngài anh em vẫn yêu mến ngài cái yêu mến này là yêu mến của một cái tình cảm thật chứ không phải là của một tình cảm tôn giáo yêu mến ngài là yêu trong cái mối quan hệ thân mật gần gũi kháng khít một cái gì đó mà mình cảm thấy rằng kể cả mình không biết chúa nhưng mình cảm thấy thần linh của chúa vẫn bao phủ xung quanh mình vẫn dõi theo cuộc đời của mình và vẫn nâng đỡ mình, vẫn chăm sóc mình, vẫn thi thầm với mình và vẫn nhạy cảm với từng cảm xúc của mình. Đó là cái tình cảm của một người, của một người có cặp mắt đức tin nhìn Chúa Giêsu giống như là lover của cuộc đời mình, đúng không ạ? À. Vậy tất cả chúng ta tôi và mọi anh chị em tôi chưa nhìn thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt bao giờ? Nhưng mà gì ạ? Chúng ta có cặp mắt để chúng ta yêu mến ngài như là một người mà chúng ta biết rằng là một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp lại và lúc đó sẽ có niềm vui dạng ngời khôn tả hay không nên là trước khi nên là Chúa bảo là chúng ta khi mà ở trên đất này một trong những cách thập, thực hành gặp bắt đức tin đó là yêu hội thánh của của ngài bởi vì hội thánh là cái chúng ta nhìn nhìn thấy đúng không ạ có những người bảo có những người bảo không tôi chỉ yêu Chúa tôi chỉ khai trình với Chúa tôi nhưng mà Chúa làm vô hình chúng ta không không nhìn thấy thì phải thể hiện Mà cái hữu hình đó là chúng ta yêu thương Thân thể của Chúa là là hội thánh Và ở đây Chúa nói là gì ạ Anh em nhận được thành quả của Đức Tin Là sự cứu rỗi linh hồn mình Ở đây nó nói đến một cái điều rất quan trọng Đó là nếu chúng ta ở đời này Tin Chúa Giêsu chỉ để xin sức khỏe Xin sự bình an Thì chúng ta là những người khốn khổ hơn hết bởi vì mục đích của Chúa đến không phải là chỉ để cứu chúng ta để ban cho chúng ta sức khỏe và sự bình an mà ban cho chúng ta một sự sống sung mãn một cơ nghiệp không hư hoại không hoen ố và không suy tàn để dành cho chúng ta trong các từng trời và chúng ta được cứu để sống trong mối quan hệ với Chúa như chúng ta đã cùng học với nhau rồi sự cứu rỗi có phải là mục đích chung cuộc của Chúa Giêsu không sự cứu rỗi có phải là mục đích cuối cùng không không sự cứu rỗi không phải là mục đích cuối cùng Chúa đến không chỉ cứu chúng ta để chúng ta đi lông nhông, đúng không ạ? Chúa đến để cứu chúng ta để chúng ta sống trong mối quan hệ với với Ngài vậy, mối quan hệ với Chúa quan trọng hơn. Mặc dù là chúng ta chỉ có mặc dù là chúng ta không thể có mối quan hệ với Chúa nếu chúng ta không được cứu, nhưng mà sự được cứu không phải là tất cả những gì Chúa muốn chúng ta. Chúa cứu chúng ta để sống trong mối quan hệ với Ngài. Và để có mối quan hệ với Ngài chúng ta phải nhìn qua cặp mắt của ngài và qua cặp mắt của ngài đó là cặp mắt đức tin hãy nói với người bên cạnh rằng là gì ạ hãy yêu chúa như một người yêu thật sự của cuộc đời mình hãy nói đi ạ chúng ta phải có tình yêu thật tình cảm thật nếu không thì tất cả những gì đó chỉ là tôn tôn giáo. Có ba điều cặp mắt đức tin nhìn thấy nó thấy cơ nghiệp đời đời mà mình sẵn sàng đánh đổi đi tất cả để đi theo cơ nghiệp đó. Đúng không ạ? Tôi rất cảm kích bởi các giáo sĩ bởi các giáo sĩ bán hết nhà cửa của mình đi và cứ đi đến một cái nơi mà Chúa gọi mình. Đó, cái điều đó tôi rất muốn nhìn thấy ở trong hội thánh tin lành Hà Nội. Sẽ có người ví dụ như anh Nguyễn Văn Lâm thì anh sẽ bán hết đi, anh sẽ bỏ cặp kính đạo mạo ra và anh lao đi ra ngoài kia và anh truyền giảng về Chúa đúng không ạ? Và đừng bận rộn với đời này nữa. À, xin lỗi không có ý bảo anh anh Lâm không yêu mến Chúa. Nhưng mà tôi lấy một ví dụ, hay tôi muốn khao khát rằng sẽ có anh Khanh ở góc kia, anh sẽ tất cả những gì nếm trải đời này đã đủ rồi. Bây giờ hãy nếm sự ngọt ngào của Đức Chúa Trời qua cặp mắt đức tin. Cái điều thứ hai đó là chúng ta cặp mắt đức tin giúp chúng ta thấy niềm vui và sự bình an ở trong thử thách. Cái điều thứ ba đó là chúng ta thấy mối quan hệ yêu thương và vui mừng cùng thành quả của đức tin thưa ông bà anh chị em nếu chúng ta không nhìn cuộc sống này bằng cặp mắt đức tin chắc chắn chúng ta sẽ nhìn bằng cặp cặp mắt của xác thịt và cặp mắt của xác thịt sẽ được tiêm nhiễm bởi cặp mắt của quỷ satan mà điều đó nó sẽ sẽ không cho chúng ta nhìn thấy cơ nghiệp mà nó sẽ cho chúng ta nhìn thấy nghiệp chướng hay là nghiệp là và nó sẽ cho chúng ta không nhìn thấy an vui trong thử thách mà chúng ta sẽ thấy tuyệt vọng, bất mãn, thất vọng và bất lực ở cuộc đời này và nó sẽ không không nó sẽ chỉ cho chúng ta thấy một mối quan hệ đổ vỡ, một mối quan hệ thiếu ụt và một sự bi quan cũng như là sự chán nản ở cuộc đời này hãy nhìn cuộc sống bằng cặp mắt của đức tin hãy nói với người bên cạnh hãy nhìn cuộc sống bằng cặp mắt của đức tin chúng ta đừng đứng dậy cầu nguyện Xin chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện riêng tư. Chúng ta thử xem xét lại xem là lâu nay mình mình quan sát cuộc sống này bằng cặp mắt nào? Bằng cặp mắt xác thịt hay bằng cặp mắt của đức tin? Nếu lâu nay cặp mắt xác thịt đã làm cho lòng của chúng ta buồn bực, khó chịu, sợ hãi, bất ổn thì giờ đây xin Chúa ngài gỡ khỏi những cái khỏi lòng của chúng ta những cái vảy bám đó để cặp mắt đức tin của chúng ta được gia tăng thị lực để chúng ta nhìn thấy cái điều mà người phàm không nhìn thấy, để chúng ta nhìn thấy cái điều mà Chúa nhìn thấy. Xin chúng ta ngửa đôi bàn tay của mình và chúng ta cầu nguyện. Ngửa đôi bàn tay thể hiện rằng chúng ta đón nhận lời của Chúa. Chúng ta đón nhận sự thanh tẩy của Chúa cho cả mắt lòng của chúng ta. Và cũng thể hiện rằng chúng ta cầu xin Chúa ngày biến hóa đôi mắt của tâm trí chúng ta để chúng ta nhìn thấy những điều Chúa Giêsu nhìn thấy, để chúng ta yêu những điều Chúa Giêsu yêu và để chúng ta đau với những điều Chúa Giêsu đau. Và để rồi chúng ta nhìn thấy những việc Chúa Giêsu làm và để làm theo những việc đó. Sau đó chúng ta hiệp ý với một con cái Chúa để cầu nguyện đáp ứng lời của Ngài. Kính lạy Chúa là cha nhân từ của chúng con. Chúa ơi, chúng con dâng lời cảm tạ Ngài bởi vì buổi sáng ngày hôm nay sự dạy dỗ đến từ chúa ngài đã dạy chúng con là chúng con sẽ phải luôn luôn hướng về ngài hướng lòng về ngài và nhìn tất cả sự việc nhìn cuộc sống của chúng con nhìn thế giới này bằng cặp mắt của đức tin để chúng con không trông theo không xem thấy những sự của thế gian này nhưng mà chúng con luôn luôn nương theo những sự gì đến từ nơi chúa Xin lời của Chúa ngài cứ tiếp tục ở cùng với mỗi một ông bà anh chị em chúng con. Xin Chúa ngài cứ tiếp tục gìn giữ và dạy dỗ chúng con mỗi một ngày. Để tất cả những sự gì chúng con làm, tất cả những sự gì chúng con khát khao, tất cả những sự gì chúng con phấn đấu ở trên đời sống này thì đều không nằm ngoài mục đích cuối cùng đó là chúng con được ở cùng với ngài, được tôn vinh ngài ở nơi sự sống đời đời. Thế gian sẽ luôn luôn là sự hấp dẫn sẽ luôn luôn là sự lôi cuốn và luôn luôn là sự cám dỗ đối với chúng con nguyện xin chúa ngài ban cho chúng con đức tin mỗi một ngày càng thêm hơn xin chúa ngài cho chúng con biết nương cậy vào nơi ngài mỗi một ngày nhiều hơn xin chúa ngài cho mối quan hệ của chúng con với ngài mỗi một ngày kháng khít hơn để chúng con luôn luôn biết rằng mỗi bước đi của chúng con đều có sự trông cậy đều có sự nương dựa và đều có sự quan phòng từ nơi Chúa. Một lần nữa, xin Chúa ngài ở cùng với mỗi ông bà, anh chị em chúng con và ngài dẫn dắt chúng con trong con bước đường đi theo ngài. Chúng con xin dâng tất cả những thời giờ tiếp theo ở trong sự gìn giữ và sự tẩy trị của Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.